Bằng cách đánh bại Along và trả lại sự tự do cho Nami và làng Coco, nhóm hải tặc Mũ Dương chính thức bổ sung cô vào băng của họ với tư cách là hoa tiêu, nâng số lượng của họ lên 5 người. Sau khi đánh bại những tên cướp biển nổi tiếng như Bucky, John Quick và Along, danh tiếng của Luffy và thành viên của cậu ấy đã vươn xa tới trụ sở hải quân và tiền truy nã của Luffy là 30 triệu Belly, số tiền cao nhất trong tất cả hải tặc ở vùng biển Đông. Vui mừng khi chính thức trở thành hải tặc bị truy nã, Luffy và băng hải tặc Mũ Dương đã dừng chân tại Lock Town, thị trấn gần đại hải trình nơi sinh ra cựu vua hải tặc Gold Roger. Băng Mũ Dương đã chuẩn bị sẵn sàng để dự trữ cho chuyến đi dài của họ, nhưng Luffy một mình tiến về phía quảng trường. Đó là chính quảng trường nơi vua hải tặc Gold Roger đã trải qua những giây phút cuối cùng của mình. Vậy đây là những gì mà vua hải tặc đã nhìn thấy. Và rồi ông ấy chết tại đây. Này, thằng nhóc, xuống khỏi đó ngay bây giờ. Nơi hành quyết đặc biệt này được kiểm soát bởi chính phủ thế giới. Xuống ngay khỏi đó, nếu không mày sẽ chết một cách kỳ diệu ở đó. Hả, ai vậy? Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau, Mũ Dương. Ồ, thì ra là Bucky. Được rồi, không nói nhiều thêm nữa. Ta thấy mày vẫn là một thằng ngốc gan dạ. Cuộc hành quyết công khai của mày bắt đầu ngay bây giờ. Cùng một chỗ với vua hải tặc, thật là một vinh dự. Aha, thuyền trưởng Smoker, sĩ quan Tashigi. Tôi hiểu rồi, đó là một số rắc rối giữa những tên cướp biển. Chúng ta có nên tấn công ngay lập tức không? Đừng có ngốc, không cần phải hoảng sợ. Tôi đã bao giờ để một tên cướp biển trốn thoát khỏi thị trấn này chưa? Ta sẽ cho mày một cuộc hành quyết công khai hào nhoáng, đẹp đẽ. Ta mong đợi nhiều hơn thế từ một người đàn ông như cậu đấy. Muốn chăn trối gì không? Ồ, quên nó đi. Không phải ai cũng quan tâm đến những gì mày muốn nói. Tôi sẽ là vua hải tặc. Đó là tất cả những gì mày muốn nói sao, thằng cao su chết tiệt. Dừng cuộc hành quyết lại ngay. Vậy, mày đã đến, Zoro, nhưng mày đến hơi muộn. Bằng cách nào đó chúng ta phải phá hủy những cái giá treo của đó. Xông lên nào, các chàng trai. Sẽ theo ý của quý cô, thuyền trưởng Alvida. Nằm yên ở đó và tận hưởng khung cảnh. Đây là lời kết cho người đội trưởng quý giá của chúng mày. Tất cả hãy cầm súng lên, chuẩn bị cho trận chiến. Xin lỗi, tớ chết rồi. Thằng nhóc đó đang cười ư. Suốt cuộc thì tớ vẫn còn sống. Đi thôi nào. Bao quanh quảng trường, hãy bao vây bọn cướp biển đó lại. Họ đến rồi, hãy ra khỏi đây.死を覚悟して笑っただと。海賊王ゴールドロジャーと同じように。あいつらを追え。絶対に島から出すんじゃねえぞ。市民の避難が完了しました。攻撃を開始します。田舎で大砲を使うなんて無茶苦茶ね。砲台を押さえて攻撃を止めるのよ。 私たちも出ます。
刀が欲しけりゃもっと強くなるんだな。私諦めませんか。やべ、敵が増えたみてえだ。逃がさねえぞ、小木はな。Vẫn chưa hiểu phải không? Với trái ác quỷ khói khói, tôi có thể khiến cơ thể mình biến thành khói tùy ý. Cậu không thể đánh bại tôi với khả năng của cậu. Một cơn gió mạnh. Ngay bây giờ, chạy thôi, chạy đi các cậu. Cổng quảng trường vừa mở. Bây giờ không phải là lúc để chần chừ. Ban đầu là tia chớp và sau đó là một cơn gió. Đây không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, giống như ông trời đang cố gắng giúp đỡ cậu ta vậy. Nhưng không quan trọng cậu ta là người như thế nào, mình sẽ không để cậu ta bỏ trốn.必ず追い詰めてやるぞ。みんな急いで、あそこから逃げるわよ。基地から増援を呼べ。俺は先回りして奴らを待ち伏せる。バラバラに逃げた方がいいわ。メリーゴーで落ち合いましょう。ルフィ、俺たちは仲間のフォローだ。全員無事に逃がすぞ。
供のやつは許せねえ。叩きのめして島を出るぞ野郎ども。はい、よっ、そこもの、はい、シュッ、そん、そこもの退路を塞いでやれ。逃がしゃしないよ、あの男は私のもんだからね。そこのお兄さん、ちょいと助けとくれよ。いやらしい海兵に追われて困ってるんだ。お任せくださいお姉様。頼む。おい、港はそっちじゃねえぞ。たぐ、あの魔性の女を倒すしかねえな。ワンドフォー。気圧と気温が下がり続けてる。それにあの雲、はっ、雷はさらにひどくなるわね。とすれば、はっ、飛来心を壊していけば、頼む、取っ手を妨害できるかもしれないわよ。ワンドフォー。どうしろってんだ、腐ったれ。ガタリングゾロ、頼む。足止めになるかしら。他にも飛来心を見つけたら壊しちゃって。ところに現れるじゃねえか。Vậy là cuối cùng thì cậu cũng đã nhớ ra tôi rồi phải không? Tôi không biết bất kỳ phụ nữ xinh đẹp nào như cô. Cậu vẫn không nhớ à? Tôi là Alvida. Alvida, à là nữ cướp biển đã bắt nạt Toby. Cô đã nhìn thấy cô ấy. Cô ấy ở đâu? Đồ ngốc, tôi đang nói với cậu rằng tôi là Alvida. Tôi đã thay đổi sau khi ăn trái ác quỷ. Người đẹp nhất trên biển cả là tôi. Trên thế giới này không có một người đàn ông nào không quỳ gối trước tôi. Và tôi thích những người đàn ông mạnh mẽ. Vì vậy tôi sẽ biến cậu thành của tôi, Luffy. Im đi, tôi không muốn là của cô. Cái gì? Cậu sẽ có thái độ đó với tôi? Nếu cậu không phải là của tôi thì tôi không thể cho phép cậu sống.私は決して忘れない。あんたはこの私の顔を初めてぶった男だから。しょうがないよ。ゾロ頼む。さすが私の見込んだ男だね。こんなことしてる場合じゃねえ。ナミさん、
すぐに行くよ。急げ！早く船を出さねえと嵐で出航できなくなるぞ。Này, nhìn này, đây có lẽ là lý do tại sao hải quân đuổi theo chúng ta không ngừng nghỉ. Sao, Luffy, cậu ấy? Chúng ta đang bị truy nã ngay bây giờ. Tiền thưởng của tớ là 30 triệu Belly. Hãy nhìn kỹ phía sau thế giới đã chết của tớ. Tớ không nghĩ các cậu hiểu chuyện này nghiêm trọng như thế nào. Điều này có nghĩa là mọi người sẽ đuổi theo chúng ta và cố gắng giết chúng ta. Chúng ta có thể thấy mình bị săn đuổi bởi những thợ săn tiền thưởng mạnh mẽ. Và với số tiền này, có lẽ cả tổng bộ hải quân sẽ... Chính xác. Và tôi, thợ săn trắng Smoker, xin thề với danh nghĩa đại tá tổng bộ hải quân, các cậu sẽ không rời khỏi hòn đảo này khi còn sống. Mugiwara no Ichimi, nigashimasen! Yarodaman! Kaigun yori sagi ni Kusagomu no kubi o tochimae! この準備は私がやっとくわ。あんたたちは敵をどうにかしといて。Thuyền trưởng Buggy, hãy tránh kia chớp. Nếu chúng ta đi đường vòng một chút, chúng ta có thể vượt qua một cách an toàn. Đừng lộn xộn nữa, điều đó sẽ khiến mọi người nghĩ rằng ta sợ sét, phải không? Xin lỗi thuyền trưởng, vậy thì thẳng tiến.
Chà, khoan đã, những người đó có thể mong đợi một người đàn ông nam tính như ta sẽ đi thẳng về phía trước. Đây sẽ không phải là thời điểm rồi để bắt kịp họ và đi đường vòng. Chà, đi ra ngoài đi, đồ chết tiệt. Đội trưởng. あいつら止まりするみてえだな。嫌いしんを壊しといて正解だったぜ。ガモゴモの三刀流三百本堂。キャノン見せてやるよ三刀流の極意をな。 Thanh kiếm này sẽ không bao giờ là của cô. Không có vấn đề gì cho nó. Bây giờ, nhanh chóng mà rời khỏi đây. Tại sao cậu không giết tôi? Có phải vì tôi là phụ nữ? Không coi trọng tôi trong trận chiến bởi vì tôi không mạnh hơn một người đàn ông là điều sỉ nhục. Cậu sẽ không bao giờ biết ước rằng mình sinh ra là một người đàn ông sẽ như thế nào. Tôi không ở đây để chơi với thanh kiếm này. Sự tồn tại của cô khiến tôi phát ốm. Mặt của cô trông giống như người bạn đã chết của tôi. Và cô đang nói những điều tương tự như cô ấy sẽ nói. Tại sao cậu lại đối xử với tôi như một đứa trẻ? Đừng có mà sao chép cô ấy nữa, đồ giả tạo. Cậu thật nực cười. Tôi chỉ sống cuộc sống là chính tôi. Tôi không biết gì về bạn của cậu. Tôi mới là người nên tức giận. Cô ấy là đồ giả. Cái gì?海兵なら花から相手に誰の花が入ったんだ。あいつらが潰し合ってくれりゃ好都合だぜ。
俺様から逃げよったってそうはいかねえ。派手に切り刻んでやる。どうした？早く俺様を倒さねえと嵐で船が出せなくなるぜ。そうだった、出航の準備はまだできねえのかな。やり、てめえ、今日だけは見逃してやる。寝首をかかれねえように用心しとくんだな。逃さねえと言ったはずだ。また来た。あいつをぶっ飛ばさねえと船を出せねえ。何をしでかすかわからねえ。ここで必ず潰す。こいつすげえぜ。もうここで捕まるわけにはいかねえ。お前ら引っ込んでろ。俺が蹴りつけてやる。すぐに船を出せ。麦わらを追うぞ。ですが、家が何というか。俺に指図するな。とそう言っとけ。あの光を見て。Nhìn ánh sáng đó, nó có phải là ngọn hải đăng trên đảo không? Ánh sáng dẫn đường, nó là ánh sáng dẫn lối vào đại hải trình. Chúng ta nên làm gì?Nhưng cậu không thể làm gì trong cơn bão như thế này. Được rồi, tại sao chúng ta không tổ chức lễ chào mừng để ra khơi trên đại hải trình nhỉ? Để tìm ô Blue, trở thành vua hải tặc, trở thành một kiếm sĩ vĩ đại, vẽ bản đồ toàn bộ thế giới, để trở thành một chiến binh dũng cảm của biển cả.Đi thôi nào, tới đại hải trình.